Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cô Giáo Huyên Liên. Chúng ta đang trải qua những kỳ nghỉ Tết rất là dài, chính vì thế việc học trực tuyến online ở nhà thì rất là cần thiết cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh tiểu học. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài giáo án tương tác lớp 3 môn tự nhiên xã hội. Để chúng ta soạn được một bài giáo án tương tác thì đầu tiên các bạn phải có phần mềm ActiWrite trên máy tính. Bây giờ mình sẽ mở cái bài giáo án tương tác mình đã soạn sẵn để cho các bạn xem. Mình sẽ giới thiệu từng slide và từng hiệu ứng sử dụng cho slide như thế nào. Đây là bài giáo án tương tác. Mình nhấp đúp hai cái mở bài lên. Đây là một bài giáo án hoàn chỉnh, bài môn tự nhiên xã hội giáo án lớp 3, khả năng kỳ diệu của lá cây, bài 46. Khi các bạn mở bài giáo án tương tác lên thì nó sẽ hiện ra cái cây bút như thế này và chúng ta rất là khó điều chỉnh trên màn hình. Các bạn nhìn sang bên phải thanh công cụ thì chúng ta sẽ chọn con trỏ chuột. Đây, chúng ta nhấn đúp vào chọn con trỏ chuột để chúng ta có thể dễ bấm trên màn hình. Ở slide đầu tiên thì chúng ta không sử dụng hiệu ứng gì, chúng ta chỉ cần đánh chữ vào. Để đánh được chữ thì cũng sử dụng cái bảng công cụ bên tay phải, các bạn nhấn vào chữ T. Nhưng khi nhấn vào chữ T này thì chúng ta sẽ đánh được các chữ đây, ví dụ như chúng ta đánh chữ tự nhiên xã hội. Và để điều chỉnh cỡ chữ và màu sắc, các bạn nhìn lên phía thanh công cụ ở trên. Đây, muốn đổi sang kiểu chữ nào chúng ta phải bôi đen chữ đó. Sau đó đổi màu, ví dụ như đổi màu đỏ, chỉnh kiểu chữ, cỡ chữ lớn, ví dụ như là cỡ chữ 236 chẳng hạn. Đây. Khi các bạn đã chỉnh xong. Ví dụ như chúng ta muốn quay trở về để điều chỉnh những cái khác thì chúng ta cũng sẽ bấm lại con trỏ chuột như thế này. Chúng ta bấm bỏ kiểu chữ này đi, chúng ta đánh kiểu chữ khác. Đây, mình ví dụ như sau khi các bạn đánh xong, các bạn không hài lòng kiểu chữ này, chúng ta nhấn đúp hai cái vào kiểu chữ. Quan trọng nhất ở cái bài giáo án tương tác đây là cái phần chỉnh cái nút màu xanh ở trên màn hình như thế này, ở bên góc phải. Khi các bạn muốn chỉnh sửa một cái slide nào đó hoặc có hiệu ứng nào đó, chúng ta phải lập tức chuyển nó sang chế độ màu đỏ. Đây, chế độ màu xanh là chế độ đóng băng, khóa. Chúng ta chỉ được xem mà không được chỉnh sửa. Khi chế độ thiết kế này chuyển sang màu đỏ thì chúng ta sẽ có quyền chỉnh sửa tất cả các thao tác trong đây. Ví dụ như kiểu chữ này các bạn không muốn cho nó màu xanh dương, chúng ta muốn nó chuyển sang màu đen chẳng hạn, chúng ta nhấn đúp hai cái vào, lập tức thanh công cụ ở trên hiện ra. Chúng ta muốn đổi màu chữ, chúng ta phải bôi đen hết toàn bộ cái này. Chúng ta chọn vào thanh bảng màu. Nếu chúng ta không thích những cái màu có sẵn, chúng ta có thể nhấp vào cái hình tròn bảng màu này, chúng ta chọn những cái màu khác cũng được. Đây, ví dụ các bạn chọn màu đen, nó sẽ chuyển thành kiểu chữ màu đen như thế này. Đó là cái phần chỉnh kiểu chữ bình thường. Tiếp tục đến slide thứ hai. Slide thứ hai là giới thiệu về bài học hôm nay có 3 hoạt động. Trong cái bài chúng ta cần dạy thì có 3 hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3. Và đến slide này thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng những hiệu ứng trong bài giảng tương tác. Hiệu ứng đầu tiên ở đây sử dụng đó là hiệu ứng liên kết trang. Ví dụ, bây giờ tôi sẽ bấm cái chế độ thiết kế đóng băng để trình chiếu cho các bạn xem cái hiệu ứng liên kết trang là như thế nào. Ví dụ ở hoạt động 1, chức năng của lá cây, thì trong cái hoạt động 1 này tôi sử dụng 5 slide, thì tôi sẽ liên kết 5 trang với hoạt động 1. Ví dụ, các bạn nhìn thấy khi chúng ta để vào cái hoạt động 1 nó sẽ hiện ra cái phần cái dấu hình tròn, là chúng ta biết là chúng ta đã đặt cái hiệu ứng
Đây hiện ra hoạt động 2 cũng có đặt hiệu ứng rồi, hoạt động 3 cũng có đặt hiệu ứng. Bây giờ đặt vào hoạt động 1. Khi các bạn nhấp vào hoạt động 1 thì nó sẽ hiện ra cái slide tiếp theo. Đây. Tiếp tục chúng ta muốn qua trang tiếp theo. Một là các bạn sẽ kéo ở cái thanh bên trái này để chọn những slide tiếp theo. Hai là các bạn sử dụng cái thanh công cụ bên tay phải đây, cái mũi tên trang kế tiếp. Mũi tên này là mũi tên lùi lại. Ở hoạt động 1 tôi sử dụng là tổng cộng 1 slide, 2 slide, 3 slide, 4 slide, 5 slide, 6 slide cho hoạt động 1. Khi tôi sử dụng 6 slide trong hoạt động 1 xong, sử dụng cái mũi tên đây. Khi tôi kéo về cái hình mũi tên, nó cũng hiện ra cái hình tròn. Chắc chắn mũi tên này cũng có đặt hiệu ứng. Hiệu ứng này cũng gọi là hiệu ứng liên kết trang, quay về để giới thiệu hoạt động tiếp theo. Đây gọi là hiệu ứng liên kết trang. Ví dụ như hoạt động 2 bắt đầu từ slide số 7 thì tôi nhấp vào sẽ hiện ra trang số 7. Đây, hiện ra trang số 7. Chúng ta cách tính trang như thế này. Đây, màn hình góc phải. Chúng ta đang ở trang số 9 trên tổng số là 26 slide. Cách tính như vậy để chúng ta dễ dàng chèn hiệu ứng liên kết trang ở trong khi chúng ta thao tác. Bây giờ chúng ta quay trở về hoạt động 1. Bỏ chế độ đóng băng đi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết trang. Muốn liên kết trang được, đầu tiên chúng ta cũng vẫn bấm cái chữ bình thường, hoạt động 1 chức năng của lá cây. Sau đó chúng ta nhấp đúp vào hai cái. Các bạn chọn bên trình duyệt trang, chúng ta chọn cái hiệu ứng là trình duyệt thao tác. Các bạn chọn hiệu ứng là trình duyệt thao tác. Cái ký hiệu là màu đỏ, màu xanh như thế này. Chúng ta tìm cái hiệu ứng là một trang khác, tức là chúng ta nhấp vào cái này nó sẽ hiện ra một trang khác. Bây giờ tôi sẽ xóa cái nội dung hiện có, tôi đã chèn rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn lại. Đầu tiên chúng ta nhấp vào, chọn trình duyệt thao tác, kéo trong cái thao tất cả các thao tác, chúng ta tìm cái chữ M. Ở cái này chúng ta sắp xếp theo thứ tự bảy chữ cái nên chúng ta rất dễ tìm. Đây M, chúng ta tìm cái thao tác là một trang khác. Khi chúng ta nhấp vào thao tác một trang khác, nó sẽ hiện ra số trang. Bây giờ mình muốn từ hoạt động 1 thì sẽ liên kết đến trang nào, chúng ta sẽ bấm vào cái số đó. Bây giờ các bạn quên thì chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ mà trình duyệt trang nè, chúng ta sẽ nhắm thử xem. Hoạt động 1 thì chúng ta sẽ, khi chúng ta nhấp vào sẽ hiện ra trang 3, thì chúng ta sẽ bấm vào đây là chữ số 3. Chúng ta quay lại chữ 1, hoạt động 1. Rồi. Một trang khác. Chữ M. Chúng ta sẽ, lúc này chúng ta coi là trang số 3, thì bây giờ mình bấm chữ số 3. Chúng ta nhớ bấm cái hàng chữ áp dụng các thay đổi. Thì bây giờ đã xong. Khi các bạn đã làm xong thao tác, chúng ta bấm vào cái dấu khóa này cho hiện qua chế độ màu xanh. Các bạn thử kiểm tra lại xem đúng hay không. Khi mình đặt thao tác, lập tức nó sẽ hiện ra hình tròn màu xanh như thế này, là mình biết mình vừa đặt thao tác xong. Nếu chúng ta nhấn vào hiện ra trang số 3 là chúng ta đã làm đúng nha. Đúng, chính xác. Vậy hoạt động 1, trang đầu tiên bắt đầu từ trang số 3. Và ở trang số 3 này, tôi sử dụng một hiệu ứng tiếp theo. Chúng ta nhớ khi chúng ta bấm trình duyệt trang, chúng ta biết được cái thứ tự các trang của mình. Tôi xin giới thiệu luôn, ở đây có các cái trình duyệt. Đầu tiên là trình duyệt trang, là hiện ra các slide của cái bài giảng của mình. Thứ hai là trình duyệt tài nguyên, chúng ta sẽ sử dụng cái hình nền hay là những cái hình ảnh trong đây. Tiếp tục là trình duyệt đối tượng, là để sắp xếp đối tượng nào nằm trên, nằm dưới. Một chút xíu đến thao tác nào tôi sẽ nói kỹ về cái trình duyệt đó. Tiếp theo là trình duyệt ghi chú, ở đây là để các bạn có thể ghi chú những cái gì mình
mình ví dụ như là đây là hoạt động 1, chúng ta đánh vào hoạt động 1, chúng ta nhìn vào chúng ta biết được mình đang sử dụng đến đâu. Tiếp theo là trình duyệt thuộc tính, cũng là để làm các cái thao tác, các cái đối các cái hiệu ứng ở trên bài giảng của mình. Tiếp theo là trình duyệt thao tác tôi vừa giới thiệu với các bạn đó, một trang khác là liên kết trang. Cuối cùng là trình duyệt bỏ phiếu. Đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ để cho học sinh nhấn chọn cái đáp án A, B, C, mỗi em một thiết bị. Bây giờ chúng ta quay về trình duyệt trang. Đây chúng ta nhìn trình duyệt trang, chúng ta sẽ kiểm soát được cái số lượng trang của mình đang thực hiện. Khi chúng ta bấm hoạt động 1 thì đã hiện ra cái trang đầu tiên, đó là cái phần học đầu tiên của hoạt động 1. Ở đây tôi sử dụng một thao tác rất là hay, thường được áp dụng trong môn tự nhiên xã hội, đó là cái kính lúp. Đây là cái kính lúp. Chúng ta chưa nói đến cái phần mà để trình duyệt sử dụng kính lúp như thế nào. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải biết được cái cách chọn cái kính lúp này. Để chọn được kính lúp, các bạn vào trình duyệt tài nguyên. Đây là cái phần ô thứ hai, trình duyệt tài nguyên. Chúng ta chọn cái mục kính lúp, tức là mực thần kỳ. Các bạn nhấp vào, nó sẽ hiện ra rất nhiều cái kính lúp để chúng ta chọn. Ở đây tôi chọn cái kính lúp màu đen. Khi chúng ta chọn thì chúng ta chỉ cần nhấp đúp hai cái nó sẽ hiện ra. Các bạn thấy không? Khi chúng ta chọn, ví dụ như chúng ta lỡ bấm dư thì chúng ta bỏ. Bỏ bằng cách nào? Chúng ta phải tắt cái chế độ đóng băng đi. Chúng ta chọn cái kính lúp, chúng ta nhấn trên bàn phím chữ delete là lập tức bỏ. Đó là tôi hướng dẫn các bạn chọn cái kính lúp. Bây giờ quay trở lại phần trình duyệt trang. Vậy trong cái bài này tôi sử dụng kính lúp để làm gì? Các bạn nhìn thấy, khi tôi đặt kính lúp vào trong hình, lập tức sẽ có một cái lá cây hiện ra. Tức là bài giảng này muốn nói đến cho các em học sinh biết là phóng to một cái lá cây của cái cây lên. Ở đây là phần kiểm tra bài cũ. Tôi hỏi học sinh là các em hãy chỉ các bộ phận của lá cây của mình đã học. Các em sẽ lên cầm thước và chỉ các bộ phận của lá cây đã được phóng to ra như thế này. Rất là đẹp, nhìn rất là giống cái môn tự nhiên xã hội của chúng ta học. Để làm được cái này, đầu tiên các bạn chuẩn bị cho tôi một cái kính lúp. Thứ hai là một cái bức tranh của bài học. Vì sao tôi di chuyển được? Vì tôi đã thể hiện bỏ cái độ đóng băng đi rồi, chúng ta đang chỉnh sửa trang. Và một cái thứ ba là một cái lá cây chúng ta tải trên mạng về. Chúng ta cần có ba cái đối tượng như thế này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ sắp xếp từng đối tượng như sau. Đối với cái lá cây này chúng ta cho nó nằm ở dưới cùng. Sau đó đến cái bức hình trong sách giáo khoa. Và trên cùng nhất sẽ là cái kính lúp. Thì lập tức sẽ hiện lên cái lá cây khi chúng ta rọi vào. Nếu chúng ta kéo kính lúp ra, chúng ta chỉ nhìn thấy cái hình ở trên thôi. Khi chúng ta đặt kính lúp vào, lập tức lá cây sẽ được phóng to lên như thế này. Làm sao để làm được thao tác này? Các bạn vào phần trình duyệt đối tượng. Các bạn vào giùm tôi cái hình ảnh thứ ba nè, phần trình duyệt đối tượng. Chúng ta sẽ có các cái tầng, đầu tiên là tầng trên cùng, tầng giữa, tầng dưới cùng và tầng nền. Tầng trên cùng, lúc nãy tôi nói là cái kính lúp nằm ở tầng trên cùng thì chắc chắn cái kính lúp lúc nào cũng phải nằm trên cùng hết. Các bạn nhìn thấy cái kính lúp là phần đây, cái phần mà có cái ký hiệu hình vuông, hình tròn thể hiện kính lúp. Thứ hai là cái pen. Pen là cái phần mà để hiện ra trong kính lúp. Hai cái này là phải đi kèm với nhau hết. Thứ ba là cái hình ảnh của kính lúp. Đây, đây là ba phần của kính lúp nằm ở tầng trên cùng. Tiếp tục, nằm dưới kính lúp đó là cái hình ảnh trong sách giáo khoa, được tôi cắt ra từ trong sách giáo khoa. Đây là nó nằm ở dưới kính lúp thế này. Nếu như chúng ta đặt cái hình ảnh ở trên, chúng ta kéo, chúng ta có thể di chuyển được. Đặt hình ảnh ở trên như thế này thì lập tức cái kính lúp nó nằm ở dưới bức tranh, chúng ta không thể nào hiện ra lá cây được. Đây, vì thế mình sẽ nắm cái hình ảnh này,
mình cho nó nằm ở dưới cái kính lúp như thế này. Đây, tiếp tục lá cây, lúc nãy tôi nói lá cây phải nằm ở dưới cùng nhất, thì tầng dưới cùng là hình ảnh của lá cây nằm ở dưới cùng. Chúng ta chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự như vậy. Tôi nói lại, đầu tiên lúc nào cái kính lúp, cái đồ mà để rọi lúc nào cũng phải nằm ở tầng trên cùng hết, và cái miếng trắng để che cái phần ở dưới là nằm ở giữa hoặc là nằm sau kính lúp cũng được. Và cái mà chúng ta cần phóng to lớn lên lúc nào cũng phải nằm ở tầng dưới cùng, thì khi chúng ta rọi kính lúp vào mới nhìn thấy nó được. Đó là thao tác mật thần kỳ trong bảng tương tác. Thao tác này sử dụng rất là phổ biến và rất là hay ở trong các cái bài giảng môn tự nhiên xã hội. Rồi bây giờ tôi quay về phần trình duyệt trang. Ở trong cái bài tự nhiên xã hội hôm nay, bài khả năng kỳ diệu của lá cây, tôi sử dụng kính lúp để cho học sinh nhắc lại, kiểm tra lại bài cũ. Và tiếp theo, đến trang tiếp theo, tôi để chế độ đóng băng cho các bạn biết tôi sử dụng thao tác gì. Đến cái slide tiếp theo, đó là sẽ cho học sinh thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu bài tập. Ở cái slide này, tôi sử dụng thao tác đầu tiên, đó là thao tác ẩn. Khi các bạn thấy tôi đặt vào từng cái câu, nó cũng hiện ra hình tròn màu xanh, tức là tôi đang đặt thao tác. Và thao tác đầu tiên của tôi là thao tác ẩn. Khi tôi nhấp vào cái câu số 1 sẽ hiện ra câu trả lời. Nhấp vào câu số 2 hiện ra câu trả lời. Nhấp vào câu số 3, số 4 là hiện ra trả lời hết. Khi chúng ta nhấp vào thế này thì mất câu trả lời. Đó là chúng ta sử dụng thao tác ẩn. Để làm được thao tác ẩn, đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn là các bạn bỏ chế độ đóng băng đi. Cái việc đầu tiên cũng rất là đơn giản, các bạn cũng nhấp vào chữ T như thế này, chúng ta đánh chữ vào, chúng ta đánh cả câu hỏi và câu trả lời luôn, hiện ra một loạt như thế này hết. Rồi sau đó chúng ta mới đặt chế độ, chúng ta mới đặt hiệu ứng. Khi các bạn đánh chữ xong rồi, chúng ta phải quay về cái con trỏ chuột như thế này chúng ta mới điều khiển được nha. Chúng ta đừng có để cái chữ T như thế này, chúng ta không bấm được vào được các cái câu. Ví dụ ở câu số 1, tôi muốn đặt hiệu ứng là nhấp vào câu 1 hiện ra câu trả lời. Thì chúng ta cũng nhấp đứt vào câu số 1 như thế này. Chọn trình duyệt thao tác, các bạn nhớ nha, lúc nào mình muốn đặt thao tác gì là cũng phải vào cái phần trình duyệt thao tác, cái phần màu đỏ, màu xanh như thế này. Chúng ta tìm dùm tôi cái thao tác ẩn. Ẩn là khi chúng ta nhấp vào nó đang ẩn đi, chúng ta nhấp vào nó sẽ hiện ra, gọi là thao tác ẩn. Các bạn cũng sẽ kéo tìm từ từ nó sẽ ra. Đây, hiện ra rồi. Thao tác ẩn, các bạn nhìn thấy chữ ẩn. Đây là thao tác ẩn. Do tôi đã đặt thao tác ẩn rồi, nên bây giờ tôi sẽ xóa cái nội dung hiện tại này. Tôi sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem nha. Xóa. Đặt cái chế độ đóng băng. Khi tôi xóa thì chúng ta để vào cái con số 1, nó không có hiện ra hình tròn, tức là con số 1 thì chưa được đặt hiệu ứng. Con số 2 hiện ra hình tròn, con số 2 đã đặt hiệu ứng rồi. Do tôi xóa hiệu ứng con số 1, bây giờ tôi làm lại từ đầu cho các bạn xem. Bỏ chế độ đóng băng đi. Đầu tiên muốn đặt thao tác ẩn, nhấp vào câu, khi chúng ta nhấp vào câu hỏi số 1 thì sẽ hiện ra câu trả lời số 1. Các bạn nhấp vào câu hỏi, chọn thao tác ẩn. Đây, các bạn nhìn thấy chữ ẩn. Chúng ta nhấp vào sẽ hiện ra, đầu tiên là có chữ đích. Chúng ta bấm vào cái dấu ba chấm thế này, nó sẽ hiện ra các cái chữ còn lại ở trong cái slide của mình. Chúng ta chọn cái nào phù hợp, đó là câu trả lời số 1 thì chúng ta bấm vào nha. Bây giờ các bạn bấm vào cái dấu ba chấm này, nó sẽ hiện ra. Hiện ra rất là nhiều cái phần trả lời. Các bạn chọn đâu là câu trả lời câu số 1 thì chúng ta sẽ bấm vào. Thì một chút nữa chúng ta bấm vào câu hỏi sẽ hiện ra câu trả lời. Chúng ta tìm cái câu là trong quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ khí carbonic và thải ra khí oxy. Chúng ta chọn, tìm cái câu đó chúng ta chọn nha. Trong quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ, đây. Đây là cái câu chúng ta cần trả lời. Các bạn tìm được câu đó rồi, ví dụ đây là hiện ra văn bản 28, chính là cái câu trả lời số 1, chúng ta bấm chọn. Ok. Sau khi các bạn chọn xong, các bạn nhớ phải bấm cái hàng là áp dụng các thay đổi, thì cái thao tác của mình mới được cài đặt. Nếu các bạn không bấm cái hàng này thì
chúng ta cài đặt không có giá trị. Các bạn bấm vào. Rồi, chúng ta thực hiện cái điều đóng băng. Bây giờ tôi đặt vào cái con số 1, nó sẽ hiện ra hình tròn màu xanh, tức là mình đã vừa cài đặt xong hiệu ứng. Bây giờ nhấp vào, hiện ra câu trả lời. Tương tự như vậy, con số 2, số 3, số 4 chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta chỉ việc chọn các đáp án trả lời nào đúng như vậy. Ví dụ như con số 2, quá trình quang hợp diễn ra dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta chọn vào. Còn số 3, số 4 như vậy thì chúng ta vừa làm xong một thao tác cũng được sử dụng rất là nhiều trong bài giảng tương tác. Đó là thao tác ẩn. Ẩn là gì? Các bạn che đi cái câu trả lời, khi học sinh trả lời xong thì các bạn mới kiểm tra lại đáp án bằng cách nhấp vào trong câu hỏi sẽ hiện ra câu trả lời để kiểm tra xem các học sinh trả lời đúng hay sai. Ở slide này, ngoài việc sử dụng thao tác ẩn ra, tôi còn sử dụng một cái kỹ thuật rất là nổi bật trong cái bài giảng tương tác nữa, đó là sử dụng một thiết bị ở ngoài, đó là gọi là thiết bị ActiveView. Thiết bị ActiveView này tức là cái máy mà để chúng ta rọi đáp án. Khi học sinh làm cái phiếu bài tập xong, tôi sẽ cho các em lên đặt cái phiếu bài tập trên bàn, sử dụng cái phần mềm ActiveView rọi vào cái phiếu bài tập để cho các em rọi trực tiếp để hiện lên cái phiếu bài tập luôn, cho các bạn ở dưới lớp sẽ nhìn được cái phiếu bài tập phóng to từ cái bài làm của các em để các em trực tiếp nhận xét. Đó gọi là phần mềm ActiveView. Để có được phần mềm này thì các bạn cũng sẽ cài trong máy tính, và ở trường chúng ta sẽ có các cái máy rọi để chúng ta thực hiện. Cái thao tác này cũng rất là dễ. Tiếp tục, chúng ta chọn trình duyệt trang để tiếp tục đến slide tiếp theo. Slide tiếp theo này tôi cũng sử dụng thao tác ẩn. Lúc nãy là chúng ta sử dụng thao tác ẩn chữ, tức là bấm vào con số 1 sẽ hiện ra chữ trả lời con số 1. Và đến slide tiếp theo này là chúng ta sẽ sử dụng thao tác ẩn hình ảnh, tức là sao các bạn nhìn tôi thao tác. Khi tôi nhấp vào cái bức tranh này thì sẽ hiện ra hai bức tranh tiếp theo. Muốn nói đến cái lợi ích của cái việc mà thoát hơi nước của cây, là khi ngồi dưới bóng cây thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mát mẻ. Để thực hiện thao tác ẩn hình ảnh này cũng tương tự như là thao tác ẩn chữ. Tôi bấm chế độ, xóa chế độ đóng băng đi, hướng dẫn các bạn. Để làm được, đầu tiên các bạn cũng chọn sẵn 3 hình ảnh. Chúng ta cũng sẽ chọn sẵn 3 cái hình ảnh như thế này. Hai hình ảnh này tôi đã gộp chung lại rồi. Bây giờ tôi tách ra. Cách để gộp hai hình ảnh, chúng ta lên mạng tìm hai hình ảnh như thế này. Và chúng ta muốn hai hình ảnh này hiện ra chung một lượt thì chúng ta gộp lại, chúng ta bấm phím Ctrl, bấm hai hình ảnh. Sau đó có cái biểu tượng là đã nhóm. Các bạn bấm đã nhóm thì lập tức hai bức tranh này nó sẽ dính liền lại với nhau như thế này. Để cách đặt thao tác ẩn, các bạn cũng sẽ nhấn vào cái phần trình duyệt thao tác, chúng ta cũng chọn thao tác ẩn. Do tôi đã cài đặt rồi, bây giờ tôi xóa bỏ, tôi làm lại từ đầu cho các bạn xem. Khi chúng ta nhấp vào bức tranh này sẽ hiện ra hai bức tranh này. Chọn tranh, nhấp vào thao tác ẩn, vào chữ đích, chọn dấu ba chấm. Lần này dấu ba chấm của chúng ta không hiện ra chữ nữa mà hiện ra hình ảnh, bởi vì chúng ta đang thực hiện thao tác ẩn hình ảnh. Các bạn muốn hiện ra cái hình ảnh 5, hình ảnh 6. Và cái cây bút là hình ảnh mà, gộp hình ảnh 5 và hình ảnh 6 luôn. Chúng ta muốn hai hình ảnh này hiện ra một lượt thì chúng ta chọn cái cây bút có hình số 3, thấy hai hình ảnh hiện ra một lượt. Chúng ta ok. Nhớ bấm hàng chữ áp dụng các thay đổi để cài đặt. Xong. Kiểm tra lại xem mình đã cài đặt hay chưa, chúng ta bấm vào chế độ thiết kế. Khi chúng ta đặt cái con trỏ chuột vào, thấy cái hình tròn màu xanh hiện ra là tức là chúng ta đã cài đặt xong. Bây giờ chúng ta nhấp vào, lập tức hiện ra hai hình ảnh như thế này. Đây là chúng ta vừa đặt thao tác ẩn hình ảnh. Ví dụ như khi mà các bạn muốn cho hình ảnh hiện ra mà không có hình ảnh, mình không cho chạy như thế này, chúng ta khóa hình ảnh lại bằng cách nhấp chuột phải. Nhấp chuột phải, chúng ta thấy cái ô, cái hình ảnh chìa khóa, chúng ta bấm vào chữ đã khóa. Thì khi mà chúng ta
kéo nó không chạy, hình ảnh nó không chạy, nó im đứng im như thế này. Tiếp tục chúng ta đến slide tiếp theo. Slide tiếp theo này là cái phần kết luận. Kết luận là khi chúng ta học bài khả năng kỳ diệu của lá cây thì lá cây có 3 chức năng. Đó là chức năng quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước. Ở cái slide này là chúng ta sẽ cho học sinh đọc lại, chúng ta không sử dụng thao tác gì hết. Đến slide tiếp theo. Slide tiếp theo này thì chúng ta cũng đánh nhắc vào chữ T, đánh các cái chữ như ra như thế này. Các bạn nhìn thấy có một cái đường thẳng, một cái đường kẻ. Để kẻ được cái đường thẳng như thế này, các bạn vào cái thanh công cụ bên trái, chúng ta nhấp vào, chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy cái biểu tượng hình tròn và hình vuông thế này, khi chúng ta nhấp vào nó sẽ hiện ra trong đây có đường xéo, đường thẳng, đường ngang, đường gạch sọc xuống rất nhiều. Chúng ta chọn cái đường thẳng như thế này rồi chúng ta kéo chúng ra ngoài, chúng ta kéo nó sẽ ra được như thế này. Khi chúng ta vẽ xong, chúng ta nhớ dùng chuột bấm vào chữ chọn như thế này để chúng ta quay trở về. Ví dụ như chúng ta vẽ cái đường này sai, chúng ta nhấp vào chọn delete trên máy tính sẽ mất. Đó là cách vẽ đường thẳng. Ví dụ các bạn muốn vẽ đường xiên, chúng ta nhấp vào biểu tượng hình tròn hình vuông. Muốn vẽ cái đường xiên như thế này, chúng ta nhấp vào, chúng ta chỉ việc vẽ thôi như thế này, sau đó nhấp vào cái chữ chọn. Ví dụ như các bạn vẽ xong mà các bạn muốn bấm xóa, một là chúng ta bấm chọn delete, hai là các bạn có thể bấm cái mũi tên đi, cái con trỏ quay trở về nè, là trả về cái vị trí ban trước, trước khi chúng ta làm đây. Còn lại những cái chữ này lúc này tôi đã hướng dẫn các bạn đánh rồi. Làm thế nào để mà tô đen cái hình ảnh, ví dụ như quá trình quang hợp nó có cái nền màu xanh ở phía dưới đây, các bạn nhấp đúp vào hai cái, nhấp đúp vào hai cái, chúng ta thấy là cái phần ô vuông màu đen này là thể hiện cho cái màu chữ, ô vuông màu xanh thể hiện cho cái nền ở phía dưới. Giờ các bạn muốn thay đổi nền này, cứ nhấp vào thay đổi nền thôi. Đây ví dụ như cái chữ diễn ra này tôi muốn cho nền màu đỏ, hay chữ dưới ánh sáng mặt trời đi, tôi muốn hiện ra nền màu đỏ, nhấp đắp vào hai cái đây, nền màu xanh dương này đi. Lúc nào cũng sẽ hiện ra hai cái ô hết, một ô là màu chữ, một ô là màu nền. Ở cái slide này thì học sinh sẽ lên bảng, các em sẽ sử dụng cây bút nắm và kéo đặt vào các ô như thế này, rất là dễ dàng. Đây là một trong những cái thao tác rất là hay của bài giảng tương tác, đó là học sinh sẽ điền chấm 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 bằng cách là kéo con trỏ chuột vào đây. Các bạn quay trở về vị trí ban đầu. Đó là cái bước tiếp theo. Cái slide tiếp theo là để kiểm tra lại nãy giờ các em học về cái chức năng của lá cây, các em hiểu như thế nào. Đến slide tiếp theo, slide cuối cùng của hoạt động 1, đó là một bài hát. Các bạn sẽ được, các em sẽ được thư giãn bằng một bài hát. Đây, khi tôi nhấp vào, nó sẽ hiện ra bài hát. Để cho các em thư giãn sau một cái hoạt động học. Vậy để làm được cái cách cài bài hát này, đầu tiên các bạn sẽ lên YouTube hoặc là lên Zing MP3, tải cái bài hát chúng ta cần cho học sinh hát về máy. Sau đó các bạn sẽ vào cái thanh công cụ phía trên này, gồm có tệp tin, hiệu chỉnh, xem, chèn, công cụ trợ giúp. Các bạn bấm vào chữ chèn. Ở đây có hiện ra, ví dụ như chúng ta sẽ chèn trang, chèn câu hỏi, chèn bộ câu hỏi hay rất nhiều. Ở đây chúng ta sẽ chèn một cái liên kết. Và ở đây mình sẽ chèn một cái liên kết. Công cụ. Chúng ta sẽ chèn một cái bài hát thì chúng ta sẽ vào đây, liên kết. Chúng ta sẽ vào cái phương tiện. Các bạn vào phương tiện đi, chèn phương tiện. Ví dụ như các bạn cài bài hát ở trong cái phần download, các bạn download về thì có hiện ra cái bài hát trong phần download.
thì chúng ta sẽ bấm cái bài hát trong phần download đó chúng ta tải về. Ở đây hình như là tôi đặt cái bài hát nó nằm ở ở trong cái bài giảng tương tác luôn, giáo án tương tác. Đây, ở đây chúng tôi có tải cái bài lý cây xanh về, chúng ta chọn cái bài lý cây xanh. Lúc này chúng ta tải về, chúng ta bấm chọn bài lý cây xanh và open, hiện ra cái ô như thế này, tức là chúng ta vừa chèn được bài hát xong. Đây các bạn nhấp vào sẽ hiện ra bài hát. Các bạn nhớ là khi chúng ta đã chọn chèn bài hát vào rồi, chúng ta tuyệt đối không được xóa bài hát ở trong máy tính. Nếu khi chúng ta xóa bài hát trong máy tính đi thì chúng ta đấm đúp vào nó sẽ không hiện ra bài hát. Chúng ta download về, chúng ta chèn vào xong rồi, chúng ta vẫn để im bài hát đó như thế trong máy, không xóa. Tôi vừa giới thiệu xong tất cả các hoạt động 1. Và ở trong cái slide này có một cái mũi tên quay trở về. Khi tôi đặt con trỏ chuột vào nó cũng sẽ hiện hình tròn màu xanh. Thì chắc chắn đây sẽ là có một cái thao tác trong đây. Và thao tác này chính là thao tác liên kết trang. Tức là khi tôi nhấp vào mũi tên, nó sẽ quay về các cái hoạt động lúc nãy tôi giới thiệu để chúng ta tiếp tục đến hoạt động 2. Vậy cách liên kết trang này cũng rất là dễ dàng. Ví dụ như trang này là trang 2, tôi quay trở về cái mũi tên lúc nãy, bỏ chế độ đóng băng đi, nhấp vào mũi tên, nhấp vào phần trình duyệt thao tác, chúng ta nhìn vào cái chỗ một trang khác. Tôi đã chỉnh cái chế độ là khi nhấp vào mũi tên sẽ quay về trang giới thiệu hoạt động 1. Bây giờ tôi xóa cái nội dung tôi đã cài đặt, tôi hướng dẫn các bạn lại. Đầu tiên là bấm vào con chuột vào một trang khác. Chúng ta muốn quay về trang số 2 giới thiệu các hoạt động, chúng ta bấm số 2 đây, áp dụng các thay đổi, khóa lại đây, đặt vào, bấm vào sẽ hiện ra trang giới thiệu các hoạt động ở đầu bài. Bây giờ chúng ta đến hoạt động 2. Hoạt động 2 tương tự như vậy, chúng ta muốn liên kết trang bắt đầu từ trang số 9 thì chúng ta bấm vào hoạt động 2, nó sẽ hiện ra trang số 9. Bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng của mình. Đó là một trong những cái bước rất là hay của bài giảng tương tác, đó là phần liên kết trang. Ví dụ hoạt động 1 chúng ta sẽ có 9 trang để dạy. Hoạt động 2 chúng ta nhấp vào, hoạt động 2 tôi có 1 slide, 2 slide, 3 slide. Hoạt động 2 rất nhiều slide, rất nhiều hình ảnh trong hoạt động 2 này. Ở hoạt động 2 thì chúng ta sẽ, học sinh sẽ chỉ việc nắm, dùng bút kéo các cái chữ thích hợp vào trong cái phần hình ảnh. Ví dụ như hình ảnh đầu tiên, hình ảnh gói bánh, chúng ta nắm cái cụm từ gói bánh này kéo vào, lợp nhà kéo vào, làm nón thức ăn cho con người, làm thuốc thức ăn cho động vật. Thì học sinh chỉ việc nắm và kéo như thế này, đó là thao tác đầu tiên trong slide của hoạt động 2. Tiếp tục, khi các bạn nhấp vào cái chữ gói bánh này, nó sẽ hiện ra các cái hình ảnh về gói bánh. Đây cũng là một cái thao tác liên kết trang thôi. Đó là từ trang số 9 sẽ liên kết sang trang số 10. Nhắm đúp mũi tên quay về trang số 9. Lợp nhà liên kết trang số 9 đến trang số 11 là hình ảnh lợp nhà. Tương tự như vậy, mũi tên quay về trang số 9. Thức ăn cho động vật là liên kết đến trang số 12. Chúng ta tính trang đây, ví dụ đây, trang số 10, trang số 11, trang số 12. Chúng ta nhìn vào cái góc phải để tính trang, rồi chúng ta bấm liên kết trang tương tự như nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn. Tiếp tục là đến cái phần chúng ta tổng kết lại những cái hình ảnh này nè. Hình ảnh tôi lên mạng tôi search, tôi tìm hình ảnh những lá cây chúng ta gắn vào rất là đẹp thôi. Lên mạng tìm hình ảnh, copy, tải về máy tính hoặc là copy trực tiếp, sau đó paste vào trong đây là xong, rất dễ dàng. Tất cả đây là toàn là hình ảnh copy trên mạng về hết. Tiếp tục đến slide tiếp theo của hoạt động 2, đó là những cái việc nên làm để bảo vệ cây cối. Chúng học có cái 6 cái việc nên làm và không nên làm. Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh là dùng cái bút đánh dấu tít vào trong những cái ô vuông nào thể hiện cái việc nên làm để bảo vệ cây cối. Để làm được, đầu tiên là các bạn sẽ hướng dẫn học sinh chọn vào cái cây bút, nhấn chọn vào cây bút thế này,
khi chúng ta nhấn chọn vào cây bút thì nó sẽ hiện ra các cái màu sắc các em khi các em viết hoặc các em đánh dấu. Ở đây chúng ta muốn cho học sinh thể hiện cái dấu tích màu đỏ, chúng ta chọn vào cái ô màu đỏ. Chúng ta muốn cho cái cây bút nó đậm nhạt thì đây có những cái phần điều chỉnh chữ đậm nhạt, chúng ta kéo, có thể kéo cũng được. Ở đây tôi chọn 20 đi. Rồi sau đó học sinh sẽ lên, có cây bút rời ở ngoài, các em cầm cây bút, các em đánh dấu tích này to quá chứ mà dè mũi tên lại, chọn ít thôi, ví dụ như số 7 mỏng thôi. Rồi các em đánh dấu tích vào, ví dụ như ở đây các em đánh xong các em cảm thấy sai, chúng ta hướng dẫn các em sử dụng cái công cụ xóa, xóa đi, xóa, chọn lại cây bút, chọn những cái câu khác này, đánh dấu tích vào, các em đánh dấu tích vào. Sau khi các em đánh dấu tích xong thì giáo viên sẽ chọn lại con trỏ chuột để bắt đầu nhận xét. Khi sai chọn cục gươm bôi xóa, xóa như thế này, chọn lại cây bút để đánh dấu. Đó là cách sử dụng cây bút trên bảng tương tác. Tiếp tục ở cái thao tác này tôi có sử dụng một cái thao tác lúc nãy tôi đã nói rồi, đó là thao tác mực thần kỳ, tức là kính lúp. Tôi kéo cái kính lúp to thật to thế này, kéo vào đây sẽ mất đi các cái chữ để cho học sinh nhắc lại những cái việc nên làm để bảo vệ cây cối. Ở đây có một cái mũi tên cũng có hiện ra cái hình tròn màu xanh, tức là tôi có đặt hiệu ứng. Hiệu ứng này cũng là hiệu ứng liên kết trang, quay về trang số 2. Hiệu ứng liên kết trang này là để là quay về trang số 2 là để chúng ta xem là các hoạt động. Tôi hướng dẫn các bạn cách chỉnh. Cũng vào thao tác ẩn một trang khác, quay về trang số 2, chúng ta xóa nội dung hiện tại, chúng ta làm lại từ đầu nha. Một trang khác, rồi quay về trang số 2, áp dụng các thay đổi. Bây giờ chúng ta nhấp vào, tôi bấm trang số 2. Đây, xong. Chúng ta vừa hoàn thành xong hoạt động 2, bây giờ đến hoạt động 3 là hoạt động trò chơi. Chúng ta nhấp vào lập tức nó sẽ hiện ra cái trang trò chơi. Những cái hình ảnh phần quà này tôi cũng lên mạng copy những cái hình ảnh phần quà đẹp. Ở đây cũng sẽ là thử dụng mà thao tác liên kết trang, nhấp vào hình số 1 sẽ liên đến các cái trang, dùng mũi tên quay về chọn những phần quà tiếp theo. Đây là cũng là chính là những cái thao tác trang thôi. Ví dụ như các em chọn cái phần quà số 3, lập tức là các em sẽ không cần trả lời câu hỏi ôn tập mà các em sẽ được nhận một phần thưởng luôn. Quay bấm dùng mũi tên quay về để chọn những phần quà tiếp theo. Ở bài học hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều về phần liên kết trang. Sau đó là kết thúc bài học. Đây là toàn bộ tôi giới thiệu cho các bạn những cái thao tác trong cái bài khả năng kỳ diệu của lá cây. Bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa cái bài giảng này chúng ta cần học những gì. Đầu tiên các bạn sẽ giới thiệu bài 46 khả năng kỳ diệu của lá cây gồm có 3 hoạt động. Hoạt động 1, chức năng của lá cây. Hoạt động 2, ích lợi của lá cây. Và hoạt động 3 là trò chơi. Đầu tiên chúng ta nhấp vào hoạt động 1. Chúng ta sẽ cho các em ôm lại bài cũ bằng cách sử dụng kính lúp, cho các em chỉ lại các bộ phận của lá cây mình đã học ở bài trước. Sau đó các bạn sẽ cho các em đọc thông tin trong sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi
bằng cách là hoàn thành phiếu bài tập thảo luận nhóm 4. Sau đó các bạn sẽ giới thiệu cho các học sinh biết cái quá trình thoát hơi nước ở cây như thế nào, và quá trình thoát hơi nước này giúp ích cho con người như thế nào. Đó là con người sẽ khi mà đứng ở dưới những tán cây thì sẽ cảm thấy rất là mát mẻ và thoải mái. Sau đó chúng ta sẽ kết luận về các chức năng của lá cây, có 3 chức năng: chức năng quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước. Sau đó giáo viên sẽ cho học sinh thực hiện một bài tập nhanh để các em phân biệt được quá trình quang hợp và quá trình hô hấp ở lá cây diễn ra như thế nào, bằng cách là thực hiện một bài tập điền vào chỗ chấm. Hai học sinh sẽ xin bảng điền, các học sinh còn lại ở dưới lớp sẽ nhận xét. Sau khi kết thúc hoạt động 1 thì giáo viên sẽ cho các em thư giãn bằng một bài hát có liên quan đến cây xanh, đó là bài Lý cây xanh. Tiếp tục nhấn vào mũi tên, quay về hoạt động 2, giới thiệu về ích lợi của lá cây. Học sinh sẽ nhìn hình ảnh, chọn những cụm từ phù hợp để biết được ích lợi của lá cây là gì. Sau đó giáo viên sẽ mở rộng kiến thức cho các em bằng việc giới thiệu những hình ảnh, ví dụ như gói bánh. Thì các em sẽ được biết là bánh sẽ được gói bằng có thể là lá dong, lá sen, lá tre hoặc là lá chuối. Tương tự như vậy về lợp nhà, có thể là sử dụng lá dừa hoặc là lá cọ. Thức ăn cho động vật, giáo viên sẽ tìm thật là nhiều hình ảnh cho học sinh để các em mở rộng thêm kiến thức. Làm nón, có thể là nón lá dừa, nón lá cọ. Thức ăn cho con người, rất nhiều lá cây làm thức ăn cho con người. Cuối cùng là làm thuốc, giáo viên sẽ giới thiệu cho các em những cái lá cây nào dùng để làm thuốc. Sau đó học sinh sẽ nhắc lại một lần nữa những lợi ích của lá cây. Lá cây gồm có 6 lợi ích cơ bản, đó là để gói bánh, lợp nhà, làm thuốc, làm nón, làm thức ăn cho con người hay là thức ăn cho động vật. Sau đó giáo viên sẽ mở rộng kiến thức cho học sinh. Ngoài những cái lợi ích trên thì lá cây còn có thể được dùng để làm các tranh trang trí. Người ta sử dụng lá cây để làm ra những hình con vật rất là đẹp. Hoặc là dùng lá cây để làm đồ chơi, gấp thành hình con cào cào chẳng hạn, hay là để làm cổng cưới ở miền quê. Sau khi học sinh đã biết được lợi ích của lá cây thì giáo viên sẽ giáo dục tư tưởng cho học sinh bằng việc chọn, các em sẽ dùng bút chọn những việc nào nên làm để bảo vệ cây cối, để các em biết được, giáo dục được tư tưởng học sinh về việc bảo vệ cây cối. Và tiếp tục, đó là một trò chơi. Trò chơi này mỗi phần quà sẽ chứa đựng một cái câu hỏi để ôn lại bài tập. Ví dụ phần quà số 1 thì sẽ là câu hỏi lá cây có mấy chức năng, học sinh sẽ trả lời. Tương tự như vậy, mỗi một phần quà sẽ là một câu hỏi liên quan đến bài học. Trò chơi cũng chính là cái phần củng cố bài lại cho các em. Và cuối cùng là kết thúc bài học. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn toàn bộ 26 slide của bài giảng tương tác, bài khả năng kỳ diệu của lá cây ở lớp 3 dành cho các em học sinh tiểu học. Hy vọng rằng với cái bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết được các cái thao tác để soạn một bài giảng tương tác như thế nào. Và cái bài giảng bài khả năng kỳ diệu của lá cây thì chúng ta sẽ làm những cái hoạt động nào phù hợp nhất với học sinh khi các em học. Cảm ơn các bạn đã xem video và lắng nghe cái phần hướng dẫn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.